Là đàn cho con bốn con của Hanna với lại Loki. Con này thì nó còn chưa mở mắt. Cho con của Hanna thì nó bốn con cho nên là cho con nó to, nó đẻ này chỉ bốn con thôi, không lót ổ con nào. Rồi, nằm đấy để anh quay cho con một tí. Nằm xuống Hanna, nằm xuống đi. Nào tránh ra. Ui giời. Yêu thương nhau nhưng mà phải chờ một tí, Hana phải nằm xuống. Nằm xuống cho con nó ti đi. Rồi anh mới vào được. Đây là rồi, được rồi, Hana nằm xuống đi. Nằm xuống. Để chỉnh lại cái tư thế cái máy quay. Đây để cho mọi người ngắm đàn cho con của Hana tí. Hana xinh gái nhỉ. Đây. Đàn này thì bốn con, có hai con đực. Loki lại muốn nhảy sang đây để chăm cho con à? À Loki ơi. Hana yên đấy. Ở bên này chúng nó còn bé lắm, chưa có Loki chưa thể sang được. Hana nằm xuống đi. Nằm yên đấy. Khoan đã. Quay. Đây. Đây là con này thì nó bám chủ quá cho nên là cứ nhắng nhặng lên để chủ xoa. Đây rồi, nằm hẳn ra. Nghiêng hẳn ra. Còn cho con đây đực này. Đực này. Đây là cái này. Yên. Đây cái tiếp này. Cái to quá nhỉ. Đúng mẹ đấy. Được đây. Ok, để quay để mọi người ngắm cái con chó con của Hanna tí. Hôm nay chó con Hanna quay tí thôi. Để hôm nào nó mở mắt thì lúc đấy sẽ quay video dài. Thì cái tầm cho con ở cái tầm này thì cũng không không ngắm, không nhìn được cái gì cả. Chờ lớn hơn thì sẽ quay video dài để mọi người ngắm, mọi người chọn. Đây là biết được là cái quân số là hai đực hai cái, và cái đàn của Hanna này là cái khung gọng của chó nó sẽ rất là to. Khung chắc chắn là cái khung xương nó sẽ rất là khỏe, vì mọi người nhìn cái khâu đuôi của nó. Cái đuôi của con chó nó rất là to. Đây. Cái đuôi. Đuôi to như chân. Cả bốn con đều như thế. À, chó mẹ Hanna thì rất là yêu chủ luôn. Ok, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Thôi Hanna cho con ti đi nhé. Anh đang giờ là anh phải đi ra ngoài tí ra. Rồi. Ok. Lấy cho con ti nhé.